What the fuck? Tôi làm cục cức. Tưởng tượng được chuyển sinh sang một thế giới khác, nhưng mà thay vì mình được trở thành hiệp sĩ hay là pháp sư, thế thì thôi không nói, mình thành một cục cức. Để tôi bây giờ đấy. Fuck. Ô, xe buýt kìa. Bác tài ơi, bác tài đâm em cái cho em chuyển sinh phát nữa. Fuck. Lọt vào tầm mắt. Tưởng tượng các ông đang ngồi cà phê với crush, bỗng nhiên một cục cức to, dài, tròn, ấm bò đến gần bàn các ông. Nó sẽ nựng crush các ông trước mặt các ông luôn. NTR, manh break các thứ. Hold up. Từ từ, hình như nhầm kịch bản thôi. À, tôi cầm nhầm kịch bản phim sách. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Watch out. Tôi vừa upgrade cái double jump và tôi nhận ra một điều cực kỳ hay. Các ông nghe kỹ nha. Cục cức như mày đánh giấm. Oh, ew, ew. What the fuck? Làm cức phát nổ. Nếu phải làm một cục cức, tôi sẽ làm một cục cức biết nổ. Allahu Akbar. Tôi chắc chắn là một số thành phẩm tạo nên tôi đã vào mồm chúng nó. Khi ăn ngô thì kéo dài thời gian combo. Ôi, nghe vần vãi rồi. Khai hỏa. Ê ơi, cức nổi hạch. Tôi xin lỗi ông nào đang ăn cơm nhá, nhưng mà nói thật, có ông nào thấy cục cức trong game này nó giống kem sô-cô-la đậu phộng không? What the fuck? Úi thề giống vãi không, ghét kinh quá. Các ông có thấy cái gì tôi đang thấy không? Let me guess. Your home? It was. And it was beautiful. Titan was like most planets. Đến lúc trở về cội nguồn rồi. Banh lỗ nhị á, tao phải về với quê nhà của tao. Banh lỗ đít ra. Chiu. Ew. Địt mẹ mày, thằng danh con này. Dám nhảy cầu ở đây à? Nhìn đây. Rango cục cức sang ngồi kiêu hãnh. Chuyên câu kết với Giang Dương đại đạo. Buông lậu vũ khí, cưỡng dâm con heo, đẩy bà ra xuống biển, đẩy thằng nhỏ xuống hồ bơi. Gãy cổ. À! Ôi. What the fuck? Mày vẫn tắm nắng ở đây trong khi tao nhấn chìm đồng bào mày trong cức ở trên kia. Thật luôn. Đến giờ tắm bùn rồi. Ôi, nó há mồm ấy. Các cụ dạy rồi, nếu làm một cục cức hay là một cục cức ăn được. Há mồm ra. Kem sô-cô-la đậu phộng ngon mà. Mùi hơi hắc một tí thôi. Cức ngắm biển. Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế. Nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Trước muôn trùng sóng bề, em nghĩ về anh, em. Em nghĩ về biển lớn, từ nơi nào sóng lên. Cứ bị ướt, chạy. The fuck? Sao mày mặc bikini, mày là trai cơ mà. Thứ biến thái này. Ăn cực đi. Vai cả luồng rộng nữ ạ. Xin lỗi nhá, tôi không cố ý đâu. Tôi chỉ cố tình thôi. Tiện đây tôi kể cho cô một câu chuyện này. Hồi nhỏ ấy, tôi bọn bạn đi bơi ở bể bơi công cộng. Thằng bạn tôi đang bơi, nó bỗng thấy một hiện tượng lạ. Đéo phải Chúa Giê-xu nói tiếng Việt mà là địch mẹ mày cục cức nổi giữa hồ bơi. Cái vấn đề chính ấy là đã bơi được 3-4 vòng rồi, bơi nổi, bơi chìm, mẹ đủ tư thế rồi. Thì nhận ra trong hố có cục cức. Ui. Nhưng các ông biết đấy, câu chuyện nào thì cũng có plot twist. Và plot twist của câu chuyện này ấy, nó là tôi đéo thằng bạn nào cả. Hôm đấy tôi đi bơi một mình. Đấy rồi. Giờ chờ đoàn tàu đến tôi nhảy lên cái định mẹ đoàn tàu ấy chật bánh chết. What the? Wow, tôi tưởng nó chỉ chật bánh thôi, nó bay mẹ khỏi đoàn tàu luôn ạ. Uầy, biết mình mạnh như này, ngày đấy Avenger rủ mình đi đánh Thanos mình đồng ý luôn. Địch mẹ Zamba căng tay vô cực tuổi đéo rồi một cục cức.